Rồi em xin chào cô chú anh chị nha. Đây là cái không gian nhà em. Hiện tại em đang xuống được một cái kiện hàng là một kiện nhôm nguyên khối, nồi áp suất nhôm nguyên khối luôn cô chú anh chị. Thì nó sẽ có giá dao động là từ 500 đến 1 triệu, 1 triệu mấy cũng có luôn cô chú anh chị nha. Tùy theo độ đẹp của con nồi nha. Có những con là bằng gang luôn cô chú anh chị. Đây, em ví dụ đây, em có một cái con như thế này của chú anh chị nha. Con này là một cái con nồi áp suất của chú anh chị, con này là dòng nhôm của chú anh chị nha. Con này giá của nó là 500k của chú anh chị. Khi mà cô chú anh chị mà muốn mở một cái con nồi áp suất của nhôm mà cái dòng này của chú anh chị hạ hết giùm em nha. Hạ xuống tới đây của chú anh chị chỉ cần đưa nhẹ ra như thế này là lấy được con nồi ra của chú anh chị nha. Con này giá của nó là 500k của chú anh chị. Con này bên trong gon của nó cũng còn khá là ok của chú anh chị nha. Còn bên trong lòng thì nó không được đẹp lắm nên là em sẽ bán cho cô chú anh chị là 500. Phía bên trong con nồi của chú anh chị, con nồi này dung tích lên đến là 6 lít. Phía bên đây là có một cái tem của chú anh chị nha. Tem này là một cái tem đóng giùm em luôn của chú anh chị. Ai mà chốt con nồi này của chú anh chị lên giùm em mã số 1 luôn của chú anh chị nha. Mã số 1 giùm em. 500k của chú anh chị ơi. Dòng nhôm nguyên khối chuẩn của Nhật của chú anh chị, xài rất là thích luôn của chú anh chị nha. Xài là em bao cho cô chú anh chị độ chuẩn của con nồi nha. Nhưng mà đặc biệt bên em sẽ không bao ron nha của chú anh chị. Không bao ron, con này là hàng Nhật Bản của chú anh chị. Con này 500k nè. Ai chốt 500 lên giùm em mã số 1 luôn của chú anh chị. Khi mà cô chú anh chị muốn chốt hàng của chú anh chị cứ việc kết bạn Zalo với em của chú anh chị nha. Hoặc là gọi giùm em số like. Đây, con này của chú anh chị tiếp theo là một cái con này là nguyên khối nhưng mà đặc biệt của chú anh chị nha. Nó là cái dòng của chú anh chị, dòng 1 triệu, chục triệu là nó sẽ đẹp hơn cái con kia. Khi mà của chú anh chị muốn mở nó ra, của chú anh chị xả hết giùm em, xả xuống tới gốc luôn của chú anh chị thì nó sẽ có nè. Đây, bao đẹp luôn. Rồi kéo nhẹ nhàng ra thôi của chú anh chị, không có gì phải gọi là khó khăn hết trơn. Đây, cái dòng này là có cái ron rất là đẹp nha của chú anh chị nha. Bao cho của chú anh chị độ đẹp luôn. Bên trong có nó có một cái dĩ nữa của chú anh chị nha. Có một cái dĩ nữa nè. Con này dung tích lên đến là 6 lít của chú anh chị, rất nặng luôn của chú anh chị ơi. Bao cho cô chú anh chị nặng luôn nè. Đây, nguyên khói là nó chuẩn nặng luôn. Phía dưới nó có in một cái logo khắc của thương hiệu luôn của chú anh chị nha. Riken giùm em, made in Japan. Con này dung tích lên đến 6 lít giùm em. Có một cái dĩ luôn của chú anh chị nè. Rồi, ai chốt này lên giùm em mã 2 luôn của chú anh chị nha. Bao chuẩn đẹp, nó khác ở chỗ là nó đẹp toàn diện của chú anh chị, nó đẹp toàn diện, ron nó hòa cũng hoàn hảo luôn của chú anh chị nha. Nên nó mới có giá 1 triệu, còn con nào xấu em sẽ báo cho chú anh chị là xấu. Nó sẽ mắc cái núm cái này cái kia là nó sẽ có giá là 500. Con này 1 triệu là em bao đầy đủ cho cô chú anh chị nè, nhưng mà không bao gòn nha. Đây, rất là đẹp, chuẩn luôn. Xài nhôm của Nhật của chú anh chị rất là thích luôn của chú anh chị nha. Mã 2 giùm em 1 triệu. Tiếp theo, con này giá của nó là 900k của chú anh chị, xả hết ra giùm em luôn nha, xả hết quanh cho cô chú anh chị nha. Nó hạ xuống một cái mức thấp nhất và cô chú anh chị chỉ cần là kéo nhẹ nhàng ra thôi. Ở bên phía bên đây là cô chú anh chị nó có một cái khe như thế này, của chú anh chị chỉ cần đưa nó ra như thế này thôi, gọn chưa. Rồi, 900k của chú anh chị. Dòng này là gon của nó nè cô chú anh chị nha. Cái này là màu vàng gon rất là khích, rất là đẹp luôn cô chú anh chị nha. Đây, bên trên núm đồ đầy đủ của chú anh chị. Phía bên trong lòng nha, cũng còn khá là ok luôn của chú anh chị. Con này là dòng nguyên khối giùm em, càng chuẩn càng nặng luôn của chú anh chị. Dòng Riken con này có là cái độ lít của nó là 6 lít của chú anh chị nha, 6 lít giùm em. Rồi, ai chốt con này lên giùm em 900 luôn của chú anh chị. Chốt hàng gọi giùm em số like hoặc kết bạn Zalo để em hỗ trợ thêm về phần hình ảnh cho của chú anh chị nha. Đây, mã này mã 3 của chú anh chị, 900 nè. Tiếp theo của chú anh chị nha, có cái con, những con 500k đây của chú anh chị. Những con như thế này thì nó sẽ bị mắc núm ngay chỗ này là cái thứ nhất. Cái thứ hai của chú anh chị, nó sẽ bị thêm một cái vấn đề nữa là bên trong lòng nó không được đẹp, nhưng mà vẫn bao cho cô chú anh chị là còn xài ok. Khi cô chú anh chị muốn xài những cái dòng này nè cô chú anh chị, thì những cái con này của chú anh chị có thể nấu cơm nấu canh đều thoải mái, đều bao xài luôn, bao chuẩn cho cô chú anh chị luôn nha. Phía dưới là cái dòng Riken luôn của chú anh chị. Đây, con này là dung tích cũng là 6 lít luôn của chú anh chị nha. Dung tích là 6 lít. Ngày hẹn của chú anh chị vào khung giờ ngày mai em sẽ like thêm một cái chủ đề là
vừa cân kích thước vừa ra vừa đo kích thước vừa cân nặng từng con nồi cho cô chú anh chị. Cái này em chỉ sơ lược thôi. Về ngày mai sẽ có một cái chương trình lên hướng dẫn cô chú anh chị xài những cái con như thế này, càng xài càng mê càng chuẩn cô chú anh chị. Nhà ai mà xài bếp ga xài những cái con nhôm này nha, đặc biệt dòng nhôm này không có xài được bếp từ đâu cô chú anh chị ơi. Ai xài bếp từ thì không có xài được mấy con này nha. Xài bếp từ chỉ xài những cái con là cái dòng inox thôi, còn riêng về nhôm cô chú anh chị chỉ xài được cho bếp ga giùm em nha cô chú anh chị nha. Rồi có một cái con này cũng gọi là xuất sắc, con này là gọi là hàng tỷ luôn nè cô chú anh chị, 1,2 triệu giùm em, bao cho cô chú anh chị đủ đồ luôn, đủ đồ mà nó dạng như là rất là đẹp luôn cô chú anh chị nha. Đây nhắc nhẹ nhàng ra giùm em luôn cô chú anh chị, phía bên trong đẹp hoang mà hảo luôn cô chú anh chị nha, kiểu nó hoàn mỹ đến nỗi luôn cô chú anh chị. Phía bên trong nè dung tích lên đó là 6 lít của chú anh chị, đẹp từ trong ra ngoài, độ đẹp của chú anh chị nha, rất là xịn sò giùm em. Rồi con này 6 lít của chú anh chị, ai chốt con này lên giùm em 1,2 triệu luôn của chú anh chị nha. Nó đẹp đến nỗi mà bên trong nó không tì vết luôn của chú anh chị, còn bên ngoài của chú anh chị nha, bên ngoài cũng đẹp luôn nè. Rồi em có nhà em có cái một cái thêm một cái con gan của chú anh chị, con gan đây, con này dòng gan, con này cô chú anh chị có thể là mình vừa xài cô chú anh chị nha, vừa xài vừa làm nồi lẩu được luôn cô chú anh chị, rất là nặng luôn nè, bao chuẩn gan cho cô chú anh chị luôn. Khi mà mở con này cô chú anh chị em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mở luôn nha, hướng dẫn cho nhiều cô chú anh chị mở cái con này. Khi con này cô chú anh chị mà xài cô chú anh chị gặt ngang như thế này nè cô chú anh chị, và mở ra rất là nhẹ nhàng nha. Khi mà cô chú đây phía bên trong cái này là dòng như là kiểu như là ron của nó cũng còn khá là ổn áp luôn của chú anh chị nha. Nó vừa làm chảo lẩu được mà vừa làm chảo áp súc được luôn của chú anh chị nha. Đây phía dưới có logo in ấn luôn của chú anh chị nha. Con này là bằng gan của chú anh chị, con này giá của nó là có 800 thôi của chú anh chị nha, 800k dùm em. Đây khi mà nói qua tới đây nó sẽ khóa chỗ này lại của chú anh chị, sẽ dặn ra không có được nha, muốn xài là phải dặn ngược lại như thế này dùm em luôn của chú anh chị. Con này lên dùm em là 800 một con gan của chú anh chị, rất là đẹp, gan nguyên khối luôn của chú anh chị nha, gan nguyên khối giùm em. Rồi tiếp theo con này là của chú anh chị nha, em sẽ lên con này cho cô chú anh chị xem. Con này là một con cũng là con nhôm nè, con này có 700 thôi, con này cũng gọi là đẹp ổn áp của chú anh chị nha. Đây con này là dung tích của nó là có để phía dưới là 3,7 lít của chú anh chị, dung tích là 3,7 lít giùm em. Có cái dĩ hấp giùm em luôn của chú anh chị, con này 700k, của chú anh chị có thể chốt giùm em là 700k luôn của chú anh chị nha. Đây rất là đẹp luôn của chú anh chị, và ai chốt con này 700 lên giùm em 700, hoặc là cô chú anh chị có mà kết bạn Zalo để em hỗ trợ thêm về những cái con nồi như thế này, giá dao động là tầm 1 triệu đến 900, 500, 800 tùy theo của chú anh chị thích những cái dòng như thế nào thôi của chú anh chị nha. Đây toàn bà ổ nó là nhôm hoặc là gan thôi của chú anh chị, bao chuẩn đẹp cho cô chú anh chị luôn nha.